Thưa quý vị và các bạn, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta đang đến với chương trình Góc Sân Cỏ số thứ 2 của kênh YouTube Báo Nghệ An. Như thường lệ, vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin bóng đá trong nước, quốc tế đáng chú ý nhất suốt một tuần qua. Sau đây là những nội dung chính: Tiến Linh lập công, U22 Việt Nam chính thức loại Thái Lan khỏi SEA Games 30, chấn thương không nghiêm trọng, Quang Hải có thể thi đấu trận chung kết, Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tự mình phá kỷ lục SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ hai. Sông Lam Nghệ An có nhiều biến động trước thềm V-League 2020. Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, trận đấu đã đưa các khán giả đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể tin nổi vì sao thủ môn Văn Toản lại mắc sai lầm ở phút thứ 5 từ đường chuyền về của Văn Hậu và bàn mở tỷ số được ghi cho U22 Thái Lan một cách đầy may mắn. Không thể tin nổi, Thái Lan lại có được bàn thắng thứ hai dễ dàng ở phút thứ 11 trong một pha tấn công không mấy nguy hiểm, dù Văn Toản đã cản phá được cú sút đầu tiên. Và không thể tin nổi, U22 Việt Nam lại có được câu trả lời ngay sau đó chỉ 4 phút. Từ quả tạt bóng bên cánh trái, Tiến Linh đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Akira Nishino bắt đầu và người chiến thắng là U22 Việt Nam. Trên chấm penalty ở phút thứ 72, Tấn Sinh lẫn Đức Trinh không đánh bại được thủ môn Thái Lan, nhưng trọng tài đã cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả luân lưu. Lần này, Tiến Linh đã không mắc một sai lầm nào. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2 và U22 Việt Nam chính thức đoạt vé vào bán kết gặp Campuchia, đồng thời loại đối thủ khỏi SEA Games 30. Ở trận đấu còn lại, Indonesia đánh bại Lào với tỷ số 3-0 cùng U22 Việt Nam bước vào vòng knockout. Trong trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, Quang Hải không thi đấu nhưng anh vẫn có mặt trên sân vận động Binan. Việc Quang Hải đi theo đội tuyển cũng giúp bác sĩ Choi Ju Jung theo dõi liên tục về quá trình hồi phục. Theo đánh giá của bác sĩ, tình trạng của Quang Hải không nghiêm trọng. Theo thông tin từ VFF, Quang Hải chỉ bị tổn thương cơ đùi trái và nếu hồi phục tốt, anh vẫn có cơ hội tham dự trận chung kết ngày 10 tháng 12 một khi Việt Nam đạt đến mục tiêu đó. Tại SEA Games 30, dù chỉ có 2 vận động viên của thể thao thành tích cao Nghệ An tham dự, nhưng một trong những cái tên đó đã mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh, cô gái đến từ Yên Thành, Nghệ An, gây bất ngờ khi xuất sắc đạt tổng cử 214kg, trong đó cử giật 90kg và cử đẩy 124kg. Nhiều hơn vận động viên của chủ nhà Philippines là Andoan đúng 1kg. Với thành tích này, Hồng Thanh xuất sắc giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Chuyển sang những thông tin về bóng đá trong nước. Tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An xác nhận chấn thương đứt dây chằng của anh đang tiến triển rất tốt. Tuyển thủ sinh năm 1996 đã có thể chơi bóng và thời gian mà Phan Văn Đức thi đấu trở lại sẽ vào khoảng 2 tháng nữa. Như vậy, V-League 2020 khởi tranh vào ngày 20 tháng 2. Tiền vệ này hoàn toàn kịp trở lại để có mặt trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ Võ Ngọc Đức, người đã vắng mặt suốt một năm qua vì chấn thương tương tự. Về tình hình lực lượng, và cuối tuần này, Sông Lam Nghệ An sẽ chính thức bổ sung 7-8 cầu thủ trẻ trong số 20 gương mặt đã được thử việc. Đội bóng xứ Nghệ cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ Vương Quốc Trung từ câu lạc bộ Thanh Hóa và Bùi Đình Châu trở về từ Tây Ninh. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ là hai tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An mùa giải mới. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường và huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã chính thức ra Hải Phòng làm việc theo dạng biệt phái. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường sẽ chính thức đảm nhiệm chức danh huấn luyện viên trưởng đội bóng đất cảng từ V-League 2020 sau một năm làm giám đốc kỹ thuật tại câu lạc bộ này. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á không chỉ là nơi quy tụ những vận động viên tài năng mà còn là nơi tỏa sáng của những nữ vận động viên xinh đẹp. Ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những bóng hồng của SEA Games 30. Cẩm Lành là một trong những bóng hồng được chú ý nhất của đoàn thể thao Việt Nam khi sang Philippines dự SEA Games 2019. Không chỉ giỏi nghề, cô nàng còn cực kỳ xinh đẹp và hiền lành, y như cái tên của mình. Với vẻ ngoài xinh xắn, mỏng manh, nếu không biết thì chẳng ai nghĩ Cẩm Lành là một vận động viên karate chuyên nghiệp, là niềm hy vọng của thể thao nước nhà. Putita Supajirakul, sinh năm 1996, là thành viên của đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thành tích thi đấu nổi bật. Supajirakul được nhiều người mệnh danh là hot girl cầu lông của xứ Chùa Vàng. Vận động viên người Thái Lan này cao đến 1m83. Với lợi thế hình thể, chị Đích nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu thời trang lớn,
Tuy vậy, Chubasy Ragun từng chia sẻ niềm đam mê lớn nhất của cô vẫn luôn là thể thao nên không có ý định lấn sân giải trí. Pauline Luis Lopez, Taekwondo Philippines. Pauline Luis Lopez, sinh năm 1996, là thành viên của đội Taekwondo của nước chủ nhà Philippines tham dự SEA Games 30. Cô nàng được người hâm mộ ưu ái dành tặng biệt danh bông hồng thép khi vừa có vẻ ngoài xinh đẹp lẫn thành tích thi đấu ấn tượng tại các giải đấu lớn trong khu vực. Ngoài thành tích thi đấu ấn tượng, Lopez còn được chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, cá tính. Nữ võ sĩ sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng săn chắc, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn và hiện đại. Kanjapat Em, đấu kiếm Thái Lan. Kanjapat Em, 24 tuổi, là bóng hồng nổi bật trong đội tuyển đấu kiếm Thái Lan dự SEA Games 30 tại Philippines. Nhờ nhan sắc nổi bật, cô thu hút sự chú ý từ truyền thông trong nước cũng như cộng đồng mạng xứ Chùa Vàng. Hot Girl đấu kiếm, nữ thần đấu kiếm là một số tên gọi dân mạng ưu ái dành cho cô gái 24 tuổi này. Kanjapat Em chỉ mất khoảng 3 năm để học chơi đấu kiếm chuyên nghiệp trước khi được gọi lên tuyển quốc gia Thái Lan lần đầu tiên tại SEA Games 2017. Dù chưa giành được huy chương ở giải đấu 2 năm trước, kiếm sĩ 24 tuổi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và quyết tâm gặt hái huy chương tại kỳ SEA Games này. Nguyễn Thu Hà, huấn luyện viên thể dục nghệ thuật Việt Nam. Nguyễn Thu Hà sinh năm 1988, từng là vận động viên nổi tiếng, được mệnh danh là công chúa thể dục nghệ thuật. Hà từng đoạt huy chương đồng tại SEA Games 21 và SEA Games 23. Nữ huấn luyện viên 8X còn từng giành giải Á Khôi Miss Thăng Long. Sau khi giải nghệ, cô chuyển sang làm huấn luyện viên từ năm 19 tuổi. Thu Hà là người dẫn dắt nhiều thế hệ vận động viên trẻ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.